bạn thân mến, sau những giây phút sôi nổi, hào hứng, giờ đây mời bạn đến với phút hồi tâm để nhìn lại những gì bạn đã trải qua trong ngày hôm nay. Mời bạn giữ thinh lặng, ý thức sự hiện diện của Chúa, thả lỏng cơ thể, hít thật sâu và thở ra thật nhẹ nhàng. Bạn hãy nhìn lại ngày sống của mình và hãy tạ ơn Chúa vì những ơn lành Người đã ban cho bạn trong ngày hôm nay. Đặc biệt, từ khi bạn đến tham dự chương trình Cầu Vò Ơn Gọi đến giờ phút này, bạn được gặp gỡ, được giao lưu, và được chia sẻ với nhau. Bạn được lắng nghe lời Chúa. Và kết hợp với Chúa qua bí tích thánh thể. Bạn được hiểu biết dòng nữ tử trái tim Đức Mẹ Maria, dòng Thánh Mẫu Maria, dòng Đức Mẹ Canve, dòng Bến Thánh Giá Gò Vấp, và thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, văn nghệ của dòng Thánh Mẫu Maria. Của anh em ứng sinh, của dòng Bến Thánh Giá Gò Vấp, kịch ứng sinh với những sâu đậm và đặc sắc. Bạn cảm thấy đâu là điều đánh động bạn nhất? Bạn hãy dừng lại để chiêm ngắm những điều ấy. Bạn cảm thấy bình an, ý nghĩa, ấn tượng. Bạn đã nghe và gặp gỡ được Giê-xu qua các hoạt động. Một lần nữa,
hãy cảm nhận sự hiện diện của Chúa cạnh bạn. Can đảm nhìn vào những khuyết điểm của mình trong ngày. Có bao lần bạn đã hẹn với Giê-xu nhưng lại lỡ hẹn vì những lo lắng ồn ào của cuộc sống? Bạn thân mến, Chúa vẫn đang mời gọi bạn và chờ đợi bạn. Bạn hãy kiên quyết và lên đường theo tiếng gọi của Người. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con thấy sự hiện diện của Chúa ở bên con dưới muôn ngàn dáng vẻ. Nơi tấm bánh trong nhà tạm, nơi những người nghèo khổ, yếu đuối và bất toàn. Sâu trong lòng chúng con, xin cho con khám phá ra rằng Chúa đang hẹn gặp con nơi mọi biến cố buồn vui của đời thường. Ước gì con thấy Chúa ở khắp nơi, và ước gì con đừng bỏ lỡ bao cơ hội gặp Chúa trên bước đường đời của con.